Các thánh nghiện đồ ăn vặt đã biết đến quán ăn vặt nhà tía Tô chưa nhỉ? Xin được giới thiệu, quán hiện có mặt tại địa chỉ số 280B Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng nhé. Đồ ăn ở đây gồm những gì nhỉ? Chắc chắn sẽ không thể nhắc đến những cái tên như kim bắp, cá viên chiên, chả cá mix xúc xích sốt cay, tốc nhân phô mai, lẩu tốc mini và rất nhiều thứ vân vân và mây mây nữa đấy. Bên cạnh đó, menu đồ uống cũng vô cùng hấp dẫn. Sữa chua, kem sôi, nước ép, topping, trà sữa và coffee. Toàn những thứ rất phù hợp để mix vị với các menu ăn vặt đấy quý vị ơi. Còn chần chờ gì nữa, đây sẽ là điểm hẹn thú vị để các quý vị cùng blam blam với thế giới đồ ăn vặt. Không thể bỏ qua này, cùng với bạn thân được gọi tên hay hội bạn gì với hàng trăm thứ chuyện. Ôi dồi ơi, get go!